Chào bạn, tôi là Lưu Thế Hưng. Tôi đã từng là một người cha rất tệ, dạy con bằng đòn roi, chửi mắng, cong vắt, dọa dẫm vì tôi nghĩ rằng như vậy là tốt cho con. Tôi không biết rằng tôi là một người cha bạo lực. Tuy nhiên, hiện tại tôi là một người cha tuyệt vời. Một người cha luôn là người truyền cảm hứng cho các con tôi trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi thực sự đã trở thành một hình mẫu trong mắt con yêu của tôi. Cách đây 3 năm, đó là khoảng năm 2014, tôi cảm nhận thấy rõ rệt rằng giữa tôi, các con đang có một khoảng cách vô hình và thực sự hình như các con tôi không muốn tôi chạm vào chúng dù chỉ một cái thật nhẹ. Chúng sẵn sàng hét ầm lên, đẩy tôi ra, tự cấu, tự cánh. Chúng ném đồ tôi mua cho chúng, thậm chí chúng bị tai nạn khi tôi đọc chuyện cho chúng nghe. Đến lúc này, tôi thực sự hiểu rằng giữa tôi và các con thực sự có một bức tường vô hình, một khoảng cách vô hình để hình thành và thực sự hiện hữu. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và bế tắc. Từ đó, tôi mua rất nhiều sách về nuôi dạy con về đọc. Tôi tham dự rất nhiều các cuộc hội thảo về nuôi dạy con. Sau đó, với mỗi bài học mình nhận được, tôi khéo léo áp dụng với các con của mình. Thời gian đầu, kết quả không khả quan lắm, nhưng không sao, tôi hiểu để nối lại sợi dây tình cảm giữa tôi và các con thì cần phải có thời gian. Cứ như vậy, tôi áp dụng, tôi kiên trì. Rồi một ngày, tôi nhớ đó là khoảng giữa tháng 7 năm 2015, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi đó là một buổi sáng, chúng tự nhiên chủ động ôm tôi và thơm lên hai má tôi. Bạn biết không, cảm giác lúc đấy của tôi thật là hạnh phúc vô bờ bến. Tôi biết bạn và nhiều người khác đang gặp phải vấn đề giống như tôi trước kia. Tôi thực sự muốn giúp đỡ bạn trở thành người bố tuyệt vời như tôi. Ùa đến ôm mặt và nói những lời yêu thương đến bạn. Con của bạn nói chuyện nhiều hơn với bạn, chúng kể lể về những chuyện học hành, về chuyện ở lớp, ở trường, về các mối quan hệ của bạn. Qua đó bạn có thể biết được các mối quan hệ của con. Không những thế, chuyện vợ chồng của bạn sẽ được cải thiện, tình cảm nồng thắm mà hai vợ chồng bạn hồi mới yêu nhau sẽ quay trở lại một căn nhà nhỏ với những con người hạnh phúc mà bạn mơ ước thành hiện thực. Những tiếng cười rôm rả hơn trong nhà, căn nhà của bạn sẽ được lấp đầy bởi luồng sinh khí tươi mới, luồng sinh khí của sự vui vẻ, hạnh phúc, tích cực. Bạn chỉ cần đăng ký khóa học, tôi sẽ gửi cho bạn lộ trình chi tiết, tỉ mỉ, đơn giản từng ngày để bạn trở thành một người cha truyền cảm hứng cho đứa con yêu của bạn về mọi mặt giống như tôi.